Ok, xin mời Huy. Những năm đầu của thế kỷ 21, những năm 2000, từ Việt Nam chúng ta xảy ra những cái sự việc giống như liên quan tới ở Tây Nguyên, nhà nước đề ra đồ thành lập khu tự trị, nhà nước đề ra tinh thành á, hoặc là thích quán độ của thành phố Hồ Chí Minh đòi tách cái tôn giáo Việt Nam thống nhất miền Nam gì đó ra khỏi cái gia, không không đứng chung trong cái giáo hội Việt Nam, cũng như là sự chống phá của linh mục Nguyễn Văn Lý ở giáo phận Huế. Đây là mình nói chung nha, các tất cả các tôn giáo chứ không phải riêng gì mình thích bác cái tôn giáo nào hết. Thì lúc đó Việt Nam, vì cái những năm đó là Việt Nam mới vừa bắt tay làm ăn với Mỹ cũng như là các nước phương Tây, cho nên lúc đó là Mỹ và các nước phương Tây cũng lên án Việt Nam là đàn áp tôn giáo rất là nhiều. Nhưng mà Việt Nam cũng thời gian đó cũng đã cương quyết trả lời là gì, chỉ có những người công dân Việt Nam bất kể thành phần tôn giáo nào phải vi phạm pháp luật Việt Nam, chống đối là cái khối đại đoàn kết, chống đối là cái sự phát triển của đất nước thì phải bị bắt xét xử. Kể cả Nguyễn Văn Lý ở Huế là linh mục ở Huế, Thích Quảng Độ là Phật giáo ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là một số đối tượng theo Tin lành Đề Ga. Dù những năm đó Việt Nam vẫn có cái sự nhún nhường nhất định, nhưng mà hiện nay đối với cái thế và cái lực của Việt Nam hiện nay không còn nằm trong cái vòng cương tổ như cái giai đoạn đó nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn nhìn nhận, vẫn đánh giá Việt Nam là một nước đang cần rất nhiều cái nguồn lực từ nước ngoài để phát triển đất nước. Trong đó nguồn lực tài chính, khoa học kỹ thuật, cái sự đầu tư của các doanh nghiệp của nước ngoài cũng như là sự đồng thuận của chính phủ các nước trong cái vấn đề giúp đỡ Việt Nam phát triển thì Việt Nam vẫn ghi nhận. Nhưng mà đối với công việc nội bộ, nội trị của Việt Nam thì chúng ta vẫn cương quyết xử lý những đối tượng, thứ nhất là gắn các tôn giáo để chống phá đất nước Việt Nam, cái thứ hai là những đối tượng gắn nét dân chủ tự do, để đòi lật đổ, để rồi thay đổi thể chế cũng như là phá rối cái trật tự an ninh trật tự của Việt Nam thì Việt Nam vẫn phải xử lý, vẫn phải xử lý, đó là cái luật pháp quy định rồi. Chúng ta không nói đàn áp công dân, không đàn áp tôn giáo gì trong này, mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Cá nhân lợi dụng tôn giáo, lợi dụng cái quyền công dân đó để chống phá là cái sự yên bình, cái sự đoàn kết, cái sự nhất quán trong cái chiến lược, trong cái chiến trong cái sách lược xây dựng đất nước của Việt Nam thì phải bị bắt, phải bị xử lý. Chúng ta khẳng định như thế. Nhưng mà hiện nay các nước phương Tây cũng như một số thế lực họ vẫn luôn luôn muốn can thiệp vào Việt Nam là vì họ không muốn Việt Nam đi ra khỏi cái quỹ đạo của họ, họ muốn kềm tỏ Việt Nam để Việt Nam phải đi theo cái quỹ đạo của họ. Đó là cái ước nguyện duy nhất của họ hiện nay sau cái cuộc chinh chiến ở Việt Nam bị thất bại đối với các thế lực các nước từ như đế quốc, thì họ muốn dùng đồng đô la để họ đánh lại, họ đánh lại bằng được, họ muốn lật đổ lại được cho được Việt Nam. Đó là cái ước nguyện chung, ước nguyện chung. Nhưng mà đối với nhân dân Việt Nam, đối với nhà nước Việt Nam thì vẫn rất tỉnh táo trong cái vấn đề này, và những thành phần đó không thể quay đi ngược lại cái lợi ích cả 100 triệu dân. Không thể vì một thành phần, một hai con người ấp ơ ảo vọng, ảo tưởng về chính trị, mơ hồ về nhận thức, ngu dốt về về hiểu biết mà lại đòi thay đổi được cả một đất nước, cả 100 triệu dân, lợi ích cả dân tộc nó đi trên chứ đâu phải lợi ích cá nhân đâu anh Thơ Quang. Anh em Nhưng chúng ta mà cũng vậy, chúng ta lên đây có tiếng nói cũng cũng vì muốn rằng là đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển, muốn nhân dân trong đó có những người thân của mình, những người là cha là mẹ là anh là chị là chú bác bà con xóm làng của mình, ai cũng được giàu sang, ai cũng được sung sướng, bộ mặt đất nước này phát triển, đó là cái mong muốn của mình lên đây để mình phản biện, chứ không phải rằng là tôi lên đây tôi nói để sáng ngày mai được đảng nhà nước phát cho 3 triệu một tháng. Không có, chúng ta không đi đấu tranh để vì tiền. Thật sự anh em chúng ta mở những cái diễn đàn mà em nó cũng đã từng nói, anh em mình mở vừa tốn công tốn sức mà còn đôi lúc còn bị ba que nó vô nó đập đập nó chửi nó làm đủ thứ chuyện mà mình trả được lọ lọc, nhưng mà đây là mình khoan muốn cất lên cái tiếng à, thế đúng của mình. Còn nó phá đường link, nó phá like, nó chặn đủ trò đủ kiểu.
Anh cứ thấy đi, biết bao nhiêu người đã từng sống trong cái xã hội này, được nhà nước tạo điều kiện làm ăn, trở thành một cái doanh nghiệp, một thương gia, một người có ăn của để. Họ bán những cái sản phẩm ra, họ thu lợi nhuận, người dân sử dụng những cái lợi nhuận, cái sản phẩm của họ để có lợi nhuận. Sau khi họ đủ tiền, họ tư túi, họ đi qua Mỹ, họ lấy quốc tịch, họ lấy thẻ xanh, họ quay ngó 180 độ, họ chê bai đất nước Việt Nam như là cái thằng xếp gì lại, thấy không? Nó rõ ràng không? Một con người ăn cháo đó bé, một người ăn cháo đó bé, chính mà ba que mà nó còn chữ ba sọc là gì? Đồ phản quốc, trong cái việc ủng hộ Cắn biểu nhau. tình ủng hộ trong trong những năm năm 20, nó cắn nhau, nó còn là cái đồ phản quốc. Nó phản lại tổ quốc Việt Nam, nơi ông cha nó còn mồ mả ở đây, nó qua bên đó, bây giờ nó chửi những ba sập, nó chỉ xỏ lá là đồ phản quốc. Nó nói rõ này, đối với Việt Nam chúng ta phân định rõ ràng. Anh có thể được, anh có thể hết được cho gì, nhưng phải nằm trong một cái nguồn máy chung, đó là cái lợi ích chung của cả dân tộc, của cả một cái địa phương. Bây giờ nó có cái bình minh thêm hiện nay, sau cái cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc về cái việc là xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân, thì mỗi vùng, mỗi thôn, mỗi xóm, mỗi ấp, mỗi cái buôn phun sóc của những người bà con dân tộc, họ có cái định ước, cái hương ước để chi, để một cái thôn, một cái làng, một cái họ cùng chung với lại một cái hương ước đó. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh trước đây, người dân hỏi người nào có tiền, em nói cái đơn giản là người nào có tiền, khi mà mình có tiền thì sắm rất là nhiều vàng mã, rải đầy đường hết. Nhưng mà sau cái cuộc vận động là người dân sống nên sống bằng mình ở đô thị, và cái hương ước, cái di ước của từng cái khu phố, phường xã, thì cái tỷ lệ, cái số lượng mà cái người dân mà rải vàng mã theo đường, nó gây nhếch nhác đô thị, ô nhiễm môi trường đó, thì nó giảm. Cái nghĩa là người dân thấy được rằng cái đó không tốt, nó gây mất vệ sinh, nó gây ô nhiễm, thì người ta giảm bớt những cái gì mình gọi là hủ tục. Còn phong tục mình vẫn giữ, phong tục mình vẫn giữ, cái mình bỏ những cái hủ tục. Giống như bây giờ những cái vùng đồng bào dân tộc ở một số vùng đó, khi mà nhà có tang là phải mổ trâu giết bò đi đường, đúng không? Nhưng bây giờ vận động thì giảm bớt, không để trong nhà là quá 24 tiếng, 48 tiếng, ví dụ vậy, vân vân còn vân vân, thì có nhiều cái. Nhưng mà cái phong tục tập quán, ví dụ như cái người Chăm họ có hai cái sắc tôn giáo là đạo Hồi và đạo Bà Ni. Chết là địa táng, một đạo chết là hỏa táng, thì mình đâu bắt buộc họ phải làm chung. Một bên đó là họ chết là họ thiêu, một bên họ chết là họ chôn. Thì bây giờ mình đâu có ép buộc lại với nhau là phải chôn hết hay là thiêu hết, không có đúng. Cái phong tục của họ mình vẫn giữ, nhưng mà hạn chế cái việc tổ chức ma chay rườm rà lãng phí, gây tốn tiền tốn bạc của chủ nhà, thì bắt mình vận động thì thấy rõ ràng là trong nước cũng đang dần dần hình thành những cái nếp sống văn minh mới. Nhưng mà mấy anh ba que bên kia thì có ngày hôm nay rồi, nửa thế kỷ rồi, nhưng mà cái tư tưởng còn mang nặng một cái màu sắc chính trị phản động cực đoan, chống phá, nó tiềm ẩn nó luôn luôn. Em theo dõi cái kênh của Thăng Long TV của Minh Tiến mà phỏng vấn ông Đức Đầu Bạc, và ông có nói một cái chuyện mà mình thấy rất là tâm tâm đắc, như là người châu Á, Mỹ. Nói chung á, các cái cộng đồng người châu Á, ví dụ như của Do Thái, của người Hoa, người này kia, họ cũng là một cộng đồng, không phải là ít dân, đi của một cái sắc dân nào đó, của một cái nước nào đó, họ không phân biệt. Ví dụ như cái ông Hello, Đức anh chào Đầu Ngọc Bạc Sơn. nói vậy nè, cái người Hoa bên Trung Quốc, người bên Trung Quốc, khi mà người Mỹ gốc Hoa, còn họ không nói họ là gốc xuất xứ từ Hồng Kông, từ Ma Cao, từ Quảng Đông, Quảng Tây, từ Bắc Kinh, từ đâu á, mà họ tự gọi mình người gốc Hoa, và họ cùng chung tay giúp đỡ.
trong cái cộng đồng phát triển. Còn riêng cái cộng đồng người Việt ở bên đó, một nhóm người ở những thành phố như ở Texas, như tên Houston gì đó, rồi ở Westminster, phố Quan Sa đó, những cái khu đó, thì nó cũng một cộng đồng người Việt. Năm này thì một cái này hội, ví dụ như bây giờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đây, thì ai cũng đã từng chiến đấu, cầm súng chiến đấu trong cái quân lực đó, thì tập hợp chung cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thì ông là tách ra, đây là hội pháo binh, hội thiếu quân lục chiến, lính trong đó, nhưng mà cũng chung một cái sắc lính là Việt Nam Cộng Hòa không chịu, phải tách ra. Còn thêm ví dụ như là những ông mà đã từng học ở trong trường Thủ Đức thì nhóm là có một, nhóm có hai, nhóm có ba, ví dụ vậy. Nó giống như là cái hội rồi theo đúng thứ hội, cho nên đó một cộng đồng mới được. Ok thôi, thì cũng thấy hàng ngàn cái cộng cái hội đoàn, cho nên là cái sự đoàn kết không có, mà chống cộng thì ai cũng chống, chống nhưng mà cuối cùng nó không có cái đoàn kết. Thêm một cái nữa là gì, thành phần nó luôn mang cái màu sắc hận thù để tìm cách chống cái mình như thế. Họ lúc nào cũng đòi, cũng chống cộng, nhưng mà thật sự ra bây giờ theo cái suy nghĩ của em, cái hệ thiệp của em thì họ không phải là chống cộng. Lực lượng ở bên Mỹ và các nước bên đó họ không có chống cộng, mà họ chửi cộng là chính chứ không họ không chống. Họ chửi cộng là chính, họ không chống. Đối với mình, mình được nghe, được nghe thì qua một cái thời gian mà chúng ta tích lũy và sự phát triển của các doanh nghiệp, thì đến một mức độ nào đó thì bữa nay là cũng có một số doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Đây là một bước tiến cũng đáng kể, tại vì chúng ta trước đây là doanh nghiệp trong nước là hầu như là những doanh nghiệp nhỏ, gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên họ chỉ hoạt động trong một cơ sở nhất định, một cái địa phương nhất định, họ không có thể là xây dựng thành những tập đoàn. Thì hiện nay Việt Nam chúng ta có những cái doanh nghiệp lớn, những cái tập đoàn kinh tế tư nhân họ đủ tiềm lực để đầu tư ra nước ngoài. Ví dụ như là Hoàng Anh Gia Lai thì đầu tư nông nghiệp ở tại Campuchia và Lào, trồng cao su và trồng chuối, trồng đồi, trồng chuối xuất khẩu ở bên Campuchia của ông Đại Đức. Về Vingroup vừa rồi là mở ra cái chuyện công nghệ ô tô, được xe ô tô điện rồi qua bên Mỹ hoặc là một sự. Thì bên tập đoàn thì em chưa thấy ai khen hết. Nói chung là một số bà con mà có ý thức nhìn về tổ quốc một chút á thì họ cũng khen, họ cũng nở mặt nở mày rằng là Việt Nam bên đây đã có những doanh nghiệp đủ tiềm lực, đủ thực lực để đầu tư ra nước ngoài, nhưng mà chỉ một số ít và đa số lại là cục chê. Và cái thằng Kho Khánh, chắc Kho Khánh ở bên Đức chắc anh biết cái gì không, thời báo dê đó, đúng rồi, Lê Trung Kho đó, mới ngày hôm nay là phát lên một cái bài gọi là xả luồng, mang một cái màu sắc nữa là gì. Ngày trước đây á, Việt Nam chúng ta toàn là phải kêu gọi đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, thì ngày hôm nay Việt Nam có những doanh nghiệp lớn như TH, hãng sữa TH hoặc Vinamilk hoặc là Vingroup hoặc là vân vân, một số doanh nghiệp lớn đầu tư được, đem tiền trong nước ra, đầu tư nước ngoài để thu ngoại tệ vào trong nước lại á, thì bắt đầu là nó quay ra, nó xị số, nó xuyên tạc, nó xuyên tạc, nó xuyên tạc rằng là mấy ông này làm dạo trong nước rồi họ đem tiền ra nước ngoài để chỉ để rửa tiền. Cái cách mình nói chung nó dài lắm, nhưng mà mình cứ tạm gọi chung là vậy. Mấy ông này sau khi ở trong nước là thâu tóm được cái lợi nhuận này nọ và đem ra nước ngoài để làm cách là cái như là hình thức là chuyển tiền, là rửa tiền đó. Cái kiểu như vậy, anh thấy một cái sự lố năng nhục nhã của một cái thành phần chống cộng, chống đất nước một cách ấu trĩ, nó đê hèn đến mức đó. Thì anh cứ nghĩ đi, những thành phần ở trong nước mà lúc nào cũng hô hào là dân chủ, dân chủ, thì khi mà nó nghe cái tụi này nó bị tiêm nhiễm, nó không bị kích động được,
nó bị xúi giục về cái chuyện tương lai là tươi sáng ở trời Âu được. Dù rằng kinh tế trong nước nó có những lúc thăng trầm, lúc lên cao, lúc xuống thấp, dịch bệnh chúng ta có thể bị thiệt hại, nhưng mà cái tiền đồ, cái cơ đồ nó không phải chỉ trong cái giai đoạn dịch bệnh là chúng ta thiệt hại, là chúng ta phá sản đâu. Một cái thể chế kinh tế đâu có dễ dàng gì phá sản, dễ gì mà bị tuột dốc. Nhưng mà anh thấy không, năm 21 này dịch bệnh, sau cái năm 20 chúng ta phòng dịch, chống dịch bệnh tương đối tốt, qua 21 thì đợt dịch thứ tư chúng ta bùng phát, thì cái số lượng người nhiễm, số lượng người chết nó có tăng, so với là nó tăng cao hơn năm 20 rất là nhiều. Nhưng mà anh thấy không, cái tỷ trọng xuất nhập khẩu và các nhà đầu tư nước ngoài họ vẫn nhìn nhận Việt Nam là một cái thị trường ổn định về chính trị và tiềm năng để họ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong cái năm 20 này, 21 này. Anh thấy cái số lượng xuất nhập khẩu nó phát triển đến mức độ mà như vũ bão không? Năm ngoái khoảng 540 tỷ đô la, thì năm nay đã từ trong năm 20 tới năm 21 năm mà vượt cả 100 tỷ, năm ngoái 554, năm nay dự kiến khoảng 606, thì cho mình cho khoảng 5 604, 604 thì anh thấy một trong một năm mà tăng trưởng đến 100 tỷ, thì anh nghĩ khoảng bao nhiêu năm nữa, anh nghĩ nên theo cái đà tăng như thế này thì khoảng bao nhiêu năm nữa Việt Nam mình sẽ cán mốc 1.000 tỷ về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu. Thì chúng ta thấy rằng là cái cơ đồ chúng ta vẫn có chiều hướng đi lên, chứ chưa có cái chuyện gì mà phải trong cái quá đó, thì cái sự lãnh đạo của chính quyền, của nhà nước, sự gom chung tay góp sức. Em nói với anh này, cái người dân bên đây là doanh nghiệp phát triển được hay không, đó là cũng nhờ cơ chế, chứ đừng nói cộng sản không làm gì, cái này là do người dân tự bo, doanh nghiệp tự bo, không có đúng. Nếu như một cái lý thông minh thì làm gì có chuyện phát triển, không có cơ chế tốt, không có cái cơ chế thông thoáng thì làm gì mà doanh nghiệp hoặc người dân làm ăn thì phát triển. Thấy rõ thì mình nghĩ rằng đối với cái thành phần họ chỉ làm một cái hạt cát trên sa mạc, họ lạc lõng giữa một cái tiếng nói, giống như con thú hoang cô độc giữa rừng, và một ngày nào đó 5-10 năm sau, khi mà cái tiếng nói chỉ một cái tiếng còn lạc lõng, và người dân càng nhận định, càng thấy được cái bộ mặt thật thì càng khinh bỉ họ thêm. Thì em xin kết thúc cái nội dung của em để tiếp tục những anh chị em khác làm được thêm. Riêng Hoàng Liên okay, thì okay. Nãy giờ mình nói cho nên mình không có nhìn nhiều, nhưng mà cũng mong Hoàng Liên phải nhìn nhận, phải đánh giá, cũng như là có những cái lời nói cho nó mang cái tính khách quan. Mình không cần Hoàng Liên phải thiên vị bên nào cả, nhưng mà phải có cái tính khách quan và trung thực, đừng có cái kiểu nói ra là người ta biết mình không dễ gì, mà nói ra là cái bản chất nó không xỏ lá thì nó cũng là cái dạng bao quen, không tốt. Dù chúng tôi chưa bao giờ đánh giá Hồng Liên là thành phần bao quen, nhưng mà đừng có để cho người ta không nhìn mình, không thấy mình là bao quen, nhưng mà người ta nói mình là xỏ lá thì nó cũng không tốt lắm. Rồi, xin chào anh Thơ Quang và chào mọi người.